lâu quá không đi mọi người, nó văng nhớt đầy á. Rồi ha. Dạ xin chào mọi người, đây là ly xì bo mô tô. Trên hình mọi người thấy hai con xì bo rất là đẹp đúng không? Thì tại vì cái con bên tay phải em đang để dưới cái ánh đèn nên là ánh là nó đẹp hơn. Còn con bên trái thì và cái bên trái thì cái dàn mũ nhựa màu trắng á, nó hơi vàng vàng xíu nha mọi người. Mọi người sẽ thấy rõ là nó vàng nha. Rồi thì hôm nay thì em sẽ quay con này, con dưới ánh đèn này. Thì con này là 201, hôm bữa em có quay clip cho mọi người coi rồi ha. Con này thì 201, sườn lóc zin, dọn về zin, có cặp kiến cũng zin luôn kìa mọi người. Thì con xe này đang bán với giá là 200 mấy triệu nha. Còn hôm nay em sẽ quay con này cho mọi người coi, cũng là xì 320. Dạ rồi, đi vào cái phần đầu trước ha mọi người ha. Rồi như nhiều anh em dọn xe thì anh em dọn theo bài xì bo, anh em dọn xe theo bài. Còn như bên em bán xì bo á thì dọn về zin cho anh chị mình, anh em mình đi. Còn về anh em mình thích dọn theo kiểu nào đó thì cá nhân hóa của anh em. Còn bên em thì luôn là muốn là dọn về zin để zin ha, theo dòng mâm phụ zin hết, đi bánh cầm luôn ha, chứ không có đi bánh mâm như mấy anh xe kia. Thì xe này dàn áo 120, mọi người nhìn vô mặt nạ là mọi người biết xì bo 120 liền ha. Đó thì anh em rành nghề quá rồi. Rồi con này thì như là 28 đầu nha mọi người. Mọi người thấy không, F124 nha, là xì bo 120, là 128 đầu nha mọi người. Dạ rồi, giờ anh em hỏi là xì bo có bô gam hay không thì thưa mọi người là xì bo này bô mới nha mọi người, không phải. Rồi quay biển số cho mọi người coi luôn, tại vì em đang ở trong nhà nên là chắc em sẽ đọc nhẹ cho mọi người nghe thử tiếng thôi. Con này đi cái cộng xích này màu đỏ nhìn cũng đẹp ghê nè. Và cái dĩa sau cũng màu đỏ luôn. Dĩa này thì chủ trước của nó vô nha mọi người. Vậy rồi về xe này thì hải quan chính nhập. Hải quan chính nhập sang tên toàn quốc nha mọi người. Nhìn anh em hỏi là có phải xì bo ráp không thì thưa anh em là không nha. Xì bo bên em thì báo mọi người luôn là nếu mọi người không sang tên được thì trả đủ tiền cho mọi người yên tâm. Cái này á, cái số khung này á, xe này thì nó xấu hơn con 201. Để em mở con 201 cho mọi người coi thử ha. Đây, số sườn. Thì thưa mọi người, cái con 201 này là con sườn lốc zin. Còn con 98 này thì sườn lốc nó sơn lại rồi. Sườn lốc zin theo xe nhưng mà nó sơn lại nha mọi người. Và cái số khung này á thì nó mờ. Nó mờ hơn và có lắp lại cái số khung mới ở trên ở trong này rồi. Thì mọi người yên tâm về cái vấn đề này. Em sẵn sàng em dám quay cho mọi người coi luôn, tại vì những cái vấn đề này á, nhiều anh em họ hỏi tới hỏi lui, với lại ví dụ như anh em coi mà em quay mà không rõ cái đó, mọi người tới cái mọi người kia sau trên clip không quay cái đó cho anh em coi thử mất công đi tới, nên là em sẽ quay luôn cho mọi người chứ không có giấu giếm gì hết. Cái đó thì bình thường thôi, dám bao xăng tên cho mọi người ha. Dạ rồi, thì em sẽ đạp thử cho mọi người nghe thôi cái tiếng máy, tại vì
lâu quá không đi mọi người, nó văng nhớt đầy á. Rồi ha. Dạ rồi mọi người thông cảm em, tại vì em không có nạc bô lên cho mọi người nghe sâu hơn được, tại vì đang ở trong nhà. Thứ nhất là đóng cái cửa cuốn xuống á thì nó cũng hơi khói ra cũng khó chịu quá, nên là mọi người thông cảm ha. Thì cái con này giấy tờ hải quan, mọi người muốn sang tên thì rút hồ sơ sang tên thôi. Còn trong thành phố Hồ Chí Minh á thì sẽ giữ lại biển nha mọi người, giữ lại biển, chỉ đổi tên cà vẹt cho mọi người thôi. Còn những anh em ở tỉnh thì sẽ rút hồ sơ cho anh em, bao rút hồ sơ. Thì thưa mọi người là những xe này bây giờ em cũng ít lại dần, tại vì tìm mua lại nó cũng ít, anh em ít bán lại rồi, anh em giữ làm của là nhiều. Những xe Sibo 110 thì chuộng hơn, tại vì giá cả nó tầm cả 140-150 thì anh em mua được. Còn Sibo 120 như con này thì nhiều anh em kinh tế hơn xíu anh em lựa chọn, tại vì máy móc zin 120 thì đi nó ok, ngon hơn 110 là điều tất nhiên rồi. Còn về anh em đi bài, đi độ lại hay là thay thế sửa chữa làm máy các thứ thì đó là cá nhân hóa của anh em. Anh em đi cho nó cảm thấy sướng nhất có thể ha. Rồi còn bây giờ thì em chỉ còn hai con thôi, một con Sibo 120 và Sibo 110, Sibo 298 và Sibo 120 đời 201. Thì con Sibo 201, con mà chưa gắn biển số, thì con này đang bán với giá là 250 ha. Còn con này thì đang bán giá là 180 mấy triệu. Nếu mà anh chị em mình thích thì anh chị em mình alo em 70189, hoặc là anh chị em mình nhắn tin Zalo cho em ha. Em sẽ trả lời mọi thắc mắc của anh chị ở trong Zalo ha. Hôm nay thì lên cho anh chị hai con Sibo thôi, còn SH thì em sẽ dành quay một clip tiếp theo về cách chăm sóc bảo dưỡng SH. Rồi, mong rằng anh chị mình ủng hộ kênh của Lisibo Moto ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo của Lisibo Moto. Chào mọi người.